Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đề xuất áp dụng vòng đeo tay chuyên dụng nhằm hỗ trợ giám sát người cách ly tập trung và sau cách ly. Vòng đeo tay này sẽ được phát triển bởi doanh nghiệp Việt Nam, sử dụng công nghệ GPS để ghi nhận địa điểm. Pin có thời gian sử dụng là 30 ngày, có thể gửi cảnh báo nếu phát hiện được người đeo đã ra khỏi khu vực cách ly hoặc cố tình phá vòng. Mức giá sản xuất dự kiến là 35 đô la Mỹ, có nghĩa là tương đương 800.000 đồng Việt Nam.